Người đàn ông mồm lông giống lão sếp của tôi đang ngày đêm nghiên cứu nguyên lý hoạt động của ổ khóa. Anh ta đang có ý định hành nghề trộm cắp hay đi cướp ngân hàng. Không thể ngờ rằng nơi mà anh ta lựa chọn lại là sở cảnh sát, nhưng đúng lúc cho chìa khóa và để mở cửa buồng giam thì lại bị kẹt. Người đàn ông bắt đầu hoảng loạn làm gãy chiếc chìa khóa khiến chuông báo động vang lên. Thật may đây là đồn cảnh sát nên anh ta không cần phải đi đâu cả, mà chỉ cần lên thẳng phòng thẩm tra là được. Tại sao người đàn ông này lại có quyết định đâm sâu vào lòng đất như vậy? Quay trở lại một tháng trước đó, nam chính của chúng ta tên là John. Anh có một gia đình hạnh phúc khiến ai cũng phải ao ước. Đột nhiên ngày nọ, người vợ của anh là Lara có vẻ rất hốt hoảng. Cô chạy vào trong nhà vệ sinh rồi tiêm một liều adrenaline vào chân. Hóa ra tối qua cô ấy mới cãi nhau với sếp nên gần như cả đêm chưa được chợp mắt lần nào. Bây giờ thì Lara cũng đã tỉnh hơn sáo. Cô lấy áo khoác ra và nhìn thấy có một chỗ hơi bẩn nên đã đem vào nhà vệ sinh giặt cho sạch. Đúng lúc này FBI đột nhiên đẩy cửa bước vào. Bọn họ nói rằng Lara đã giết chết sếp của mình. Tiếp đó dùng tội danh mưu sát để bắt cô ấy về đồn uống trà đá và tâm sự mỏng. Thông qua điều tra, tối qua Lara vì chuyện gì đó nên đã xảy ra mâu thuẫn với sếp, cho nên sau khi tan làm cô ấy đã trốn trong bãi giữ xe để chờ cơ hội ra tay. Ngay khi người sếp xuất hiện liền bị đập chết bởi một chiếc bình cứu hỏa. Sau đó Lara lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Vừa hay lúc ấy có một đồng nghiệp nam đi ngang qua nên có thể làm nhân chứng. Ngoài ra kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy trên bình cứu hỏa toàn là dấu vân tay của Lara. Áo khoác của cô ấy cũng có vết máu lạ. Tất cả chứng cứ đều cho thấy vợ của John chắc chắn là hung thủ. Cảnh sát cũng chẳng cần điều tra gì thêm, cứ bắt người đi là được. Trong tình thế như thế này, cho dù nam chính nghĩ rằng vợ của mình vô tội cũng rất khó để kháng án cho cô ấy. Ngay cả người bạn là luật sư cũng ngăn cản John đừng tốn công sức và tiền bạc cho vụ này nữa. Ngay cả Chúa có tái thế thì cũng chẳng thể cứu nổi cô ấy đâu. Tuy nhiên John vẫn nhất quyết không từ bỏ mà tin tưởng vợ đến cùng. Sau đó anh đến nhà tù để động viên và thăm hỏi Lara. Nhìn thấy nét mặt đau buồn của chồng, cô cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Cô không muốn vì mình mà chồng con phải chịu khổ, cho nên tối hôm đó Lara quyết định tự sát ở trong tù. May mà quản ngục phát hiện kịp thời liền đưa cô ấy đến bệnh viện. Nhìn thấy vợ đang nằm trên giường, John cảm thấy rất xót xa. Tại sao một người vợ xưa nay hết mình vì chồng con lại có kết cục như thế này? John không thể trì hoãn thêm được nữa mà nhất định phải cứu người. Nếu không thể tìm ra bằng chứng vô tội cho vợ thì cứ tìm cách vượt ngục trước vậy. Thế nhưng muốn cướp mục đâu phải là chuyện nghĩ là có thể làm được. Sau khi xác định được hướng đi rõ ràng, John bắt đầu vùi mình trong thư viện tìm tòi nghiên cứu. Cuối cùng anh phát hiện ra một quyển tự truyện do Damon, một cao thủ vượt ngục, viết. Theo như những gì trong cuốn tự truyện viết thì anh ta từng vượt ngục thành công 7 lần. Đây có lẽ là niềm hy vọng mong manh của nam chính, nhưng anh vẫn phải cố nắm bắt. Rất nhanh John đã tìm được cao thủ vượt ngục trong truyền thuyết. Anh nói cho Damon biết về tình hình hiện tại của Lara. Đối phương cũng là người trọng tình nghĩa nên nghe thấy câu chuyện bi thương về gia đình John liền cảm động. Vì vậy Damon đã quyết định giúp nam chính. Thế nhưng ngay khi nghe đến tên nhà tù mà Lara đang bị giam thì sắc mặt của anh ta liền thay đổi ngay lập tức. Damon nói với John rằng nhà tù đó không phải dạng tầm thường đâu. Nơi đó nổi tiếng là an ninh bậc nhất nước Mỹ. Người nào vào trong đó rồi thì đừng mong có cơ hội thoát ra ngoài. Bởi vì khi phát hiện ra vấn đề, cảnh sát sẽ lập tức phong tỏa trung tâm thành phố sau 15 phút. Toàn bộ đường cao tốc cũng bị đóng lại sau 30 phút để kiểm tra. Chỉ cần phát hiện được tội phạm bỏ trốn thì cảnh sát có quyền bắn chết ngay. Nếu chỉ vì cứu vợ mà cả hai người đều bị giết chết, vậy thì cứ để cô ấy ở trong nhà tù cho rồi. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ rồi mới quyết định, bởi vì nhà giam này đến tôi còn không dám vượt chứ đừng nói là một tay mơ như anh. Thế nhưng hiện tại John không thể nghĩ được nhiều như vậy. Lara nói không chừng sẽ lại tìm cách tự sát vào lúc nào đó. Cho nên anh cần phải hành động ngay để cứu vợ. Rất nhanh John đã lên cho mình một kế hoạch cướp ngục sơ bộ, dùng 15 phút để rời khỏi thành phố, dùng 30 phút để chạy trốn ra nước ngoài, nhưng vẫn còn vài vấn đề quan trọng cần phải giải quyết. Đầu tiên cần phải có hộ chiếu giả để vượt qua vòng an ninh sân bay, thứ hai đó chính là tiền, điều thứ ba cũng là vấn đề quan trọng nhất. Làm thế nào để cướp vợ từ trong tù ra? Cho dù thế nào đi chăng nữa thì John cũng phải giải quyết từng điều một đã. Đầu tiên là vấn đề hộ chiếu giả. Vì không biết ai có thể làm thứ này nên mỗi ngày anh chỉ có thể đến chợ đen chặn người. Anh có thể làm hộ chiếu được không? Mấy ngày liền John đều hỏi như vậy khiến anh trông không khác gì một kẻ ngốc. Không những không làm được hộ chiếu mà anh còn bị đám giang hồ để ý. Bọn chúng giả vờ hẹn John đến quán bar giao dịch rồi sau đó đánh cho anh một trận như tử để cướp tiền. Sau khi bị cướp mất 2.000 đô, hiện tại nam chính chỉ còn lại hơn 5.700 đô mà thôi. Thế nhưng anh ấy vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà coi số tiền bị mất vừa rồi là một bài học đắt giá cho mình. Biết chợ đen vô cùng phức tạp nên John đã mua một cây súng phòng thân, sau đó tiếp tục kiên trì tìm người làm hộ chiếu giả vào mỗi đêm. Sự cố gắng của anh cuối cùng cũng được báo đáp. Người thực sự làm được hộ chiếu giả thấy John không phải là cảnh sát chìm nên chủ động tới nhà tìm nam chính vào buổi tối. Anh đưa tiền thì tôi sẽ làm việc, thế là vấn đề hộ chiếu đã được giải quyết.
Tuy nhiên để cứu được vợ vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước. Bây giờ mỗi ngày anh đều đi xung quanh nhà tù chụp mọi thứ từ kết cấu cho đến các tuyến đường di chuyển xung quanh. Sau khi có được bản đồ sơ bộ, anh lập tức đi thăm vợ, mục đích là quan sát cách thức làm việc của cảnh sát hay đường đi nước bước trong tù. Thậm chí sàn nhà hay trần nhà cũng đều được anh ghi nhớ một cách cẩn thận. Cuối cùng John cũng có một phát hiện quan trọng, thang máy của nhà tù này có thể đi thẳng lên sân thượng. Nếu như anh có thể đưa vợ lên đó thì sẽ có cơ hội lên trực thăng rời khỏi. Chỉ là muốn mở được thang máy thì cần phải có một chiếc chìa khóa. Thế là John bắt đầu lên mạng tìm kiếm cách thức mở khóa. Anh tìm thấy video của Kỳ Anh thợ khóa trên mạng dạy cách chế tạo chìa khóa vạn năng. Sau khi luyện tập chăm chỉ, cuối cùng anh cũng mở được cửa nhà, nhưng khóa ở trong tù liệu có giống với khóa ở nhà. John bán tín bán nghi nên đã đem theo chìa khóa vạn năng vào trong tù thực hành cho chắc chắn. Không ngờ chìa khóa này cắm vào thì được nhưng vặn mở không được, thậm chí rút ra cũng bị kẹt. Nhìn thấy cảnh sát sắp đến đây, John bắt đầu cảm thấy hoang mang. Anh cố gắng dùng sức để kéo ra nhưng đen đủi thay chìa khóa lại bị gãy. Nam chính cố tình như không biết gì cứ vậy tiến về phía trước, nhưng chưa đi được bao xa thì chuông báo động đã vang lên, thế là tất cả mọi người đều được mời vào trong phòng thẩm vấn. Sau đó cảnh sát bắt đầu lấy lời khai từng người một. Tuy trong hành lang có camera nhưng vị trí mà John đứng lại hơi khuất ở phía sau nên anh mới may mắn thoát nạn. Lúc này nam chính mới nhận ra rằng cướp người ở trong tù là chuyện không thể nào. Nếu chẳng may sơ suất thì ngay cả bản thân anh cũng sẽ được tặng một cái lắc số 8 bóng loáng. Rồi đứa con của họ sẽ như thế nào khi cả bố và mẹ đều ngồi trong nhà đá bóc lịch? Điều này khiến cho John trằn trọc thức trắng đêm. Ngày nọ nam chính phát hiện ra nhà giam thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho phạm nhân. Nếu như để Lara giả bệnh và được cảnh sát di chuyển đến bệnh viện, như vậy chẳng phải cướp người sẽ dễ dàng hơn sao? Nhưng tình hình bây giờ lại xảy ra vấn đề. Lara nhận được thông báo rằng 3 ngày sau cô ấy sẽ bị chuyển đến một nhà giam khác. Không lẽ John hao tâm tổn sức suy nghĩ ra kế hoạch vượt ngục cả tháng nay lại đổ sông đổ bể hết? Chỉ còn 3 ngày ngắn ngủi nên anh quyết định sẽ chơi lớn một phen. Vốn dĩ anh định bán nhà để làm kinh phí nhưng thời gian không cho phép anh chờ đợi nữa. John thậm chí còn định đi cướp ngân hàng, nhưng khi đến trước cửa nhà băng anh lại không thể ra tay. Một thân một mình mà xông vào trong đó chắc đi ra ngoài bằng xe hút xác quá, hay là làm Robin Hood cướp của nhà giàu chia cho nhà mình. John đột nhiên nghĩ đến đám giang hồ trước kia đã từng cướp tiền của anh. Thế là nửa đêm hôm đó nam chính tìm đến nơi tụ tập của bọn chúng. Nhân lúc chúng đang giao dịch anh liền ra tay bất ngờ. Lịch pẹ, thằng nào dám ra tay đánh bố mày hôm trước? Vì từng phục vụ trong quân đội nên chẳng mấy chốc John đã tiễn đám giang hồ không làm mà đòi có ăn về với đất mẹ. Anh cướp được một số tiền rất lớn rồi nhanh chóng đến nhà bố mẹ đón con. Lúc này bố của John tình cờ phát hiện vé máy bay và hộ chiếu giả trong túi của anh. Người hiểu rõ con nhất thì chỉ có bố mà thôi. Ông biết con trai sắp làm chuyện gì nhưng không ngăn cản mà ngược lại còn ôm John vào lòng đầy âu yếm. Cùng lúc này cảnh sát địa phương cũng có mặt tại hiện trường cái chết của băng nhóm giang hồ. Bọn họ đã nhanh chóng xác định được người tình nghi chính là John. Vì vậy cảnh sát bắt đầu tập trung lực lượng chuẩn bị vây bắt anh ấy. Mặt khác John vội vàng sắp xếp hành lý rồi đưa con trai tới dự sinh nhật ở nhà bạn bè. Như vậy anh mới có thể yên tâm thực hiện kế hoạch cướp ngục của mình. Đầu tiên John tìm đến và cắt đứt đường dây liên lạc trong nhà tù, sau đó đổi kết quả kiểm tra sức khỏe của vợ. Bác sĩ sau khi nhìn thấy giấy kiểm tra sức khỏe bị đánh cháo, tưởng rằng Lara đã bị bệnh nên họ mau chóng liên hệ đến bệnh viện để hỏi thăm, nhưng đường dây điện thoại bị đứt không thể liên lạc được. Bọn họ chỉ có thể đưa Lara vào xe cứu thương để đưa đến bệnh viện chữa trị. Cảnh sát thực hiện nhiệm vụ áp giải Lara vừa mới báo cáo tình hình với cấp trên xong. Quay đầu lại thì nhìn thấy John cầm khẩu súng chĩa vào người. Không những cảnh sát mà ngay cả Lara cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên về hành động của ông chồng. Do không có nhiều thời gian để giải thích nên John vội vàng kêu Lara đi theo mình. Nam chính bắt đầu dùng đồng hồ để đếm ngược thời gian, trong vòng 15 phút cần phải rời khỏi thành phố này. Nhưng còn chưa kịp ra khỏi bệnh viện thì thanh tra da đen đã đưa cảnh sát đến đây rồi. Anh đối đầu với bọn họ trong thang máy nhưng nhờ có khẩu súng trong tay nên tạm thời chưa bị bớ lên đồn. John vứt áo blue xuống sàn để thực hiện kế dương đông kích tây. Viên thanh tra nhìn thấy chiếc áo tưởng rằng hai người đã xuống hầm gửi xe nên vội vàng chạy xuống đó. Nhưng thực tế John lại dẫn vợ thoát ra bằng đường cửa chính. Cách bệnh viện không xa có một sân vận động bóng đá. Vì vậy John đã chuẩn bị sẵn đồng phục để trà trộn vào đám đông người hâm mộ. Đến khi thanh tra da đen đuổi tới nơi thì chỉ còn lại cái nịt. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất cho nên John đã dẫn vợ di chuyển bằng đường tàu điện ngầm. Thế nhưng họ vẫn bị viên thanh tra nhìn thấy, tuy nhiên nam chính vẫn còn có kế hoạch dự phòng khác. Lúc đi qua hầm anh lập tức kéo nút dừng tàu khẩn cấp, sau đó đưa vợ chui qua hàng rào đã được anh cắt sẵn từ trước. Cuối cùng là leo lên xe chim én khỏi nơi này. Hiện tại hai người đã bỏ đám cảnh sát một đoạn khá xa. Ngay khi bọn họ thành công chạy qua cây cầu dẫn vào thành phố thì cũng là lúc cảnh sát bắt đầu thực hiện lệnh phong tỏa. Nhiệm vụ tiếp theo là đến đón con trai đang dự tiệc sinh nhật, nhưng người phụ nữ nói rằng bọn trẻ đã được đưa đến công viên chơi rồi. Hiện tại hai vợ chồng John chỉ còn lại 11 phút trước khi cao tốc bị đóng.
Vì vậy họ phải nhanh chóng đến công viên tìm con. Sau khi tìm được con trai, John phát hiện thời gian đã bị lố vài phút rồi. Cảnh sát lúc này cũng xuất hiện dày đặc trên tất cả các tuyến đường cao tốc. Chỉ cần là một nam một nữ dẫn theo một đứa trẻ thì đều bắt hết. Thấy kế hoạch sắp thất bại, John vẫn bình tĩnh lái xe tiếp tục đi về phía trước. Cảnh sát nhìn gia đình nam chính không có biểu hiện khả nghi nên đã cho cả nhà đi qua. Hóa ra trong xe còn có một cặp vợ chồng già đang định đi qua thành phố kế bên để du lịch. Chớp lấy cơ hội đó, anh đã nói với bọn họ rằng đây là xe du lịch đang khuyến mãi sập sàn. Cho nên cảnh sát mới nghĩ rằng chiếc xe này đang chở đại gia đình đi cháy phố chứ không phải là tội phạm cướp ngục. Thành công vượt qua được bước thứ hai, bây giờ ba người chỉ còn lại bước cuối cùng mà thôi. Đến trước cổng an ninh sân bay, tay của John bắt đầu hơi run. Thấy vậy, Lara đã giúp chồng lấy hộ chiếu rồi vui vẻ đưa cho nhân viên. Cả nhà vừa mới đi qua thì các nhân viên an ninh cũng bắt đầu thay ca. Trong máy tính lúc này cũng đã cập nhật ảnh truy nã của cả ba người bọn họ. Thế nhưng lúc này gia đình John đã ở trên máy bay rồi. Trong khi đó, cảnh sát đến nhà của nam chính lục soát thì phát hiện ra một vài tờ giấy bị xé rách. Sau khi ghép lại với nhau, họ phát hiện ra đây chính là nơi ẩn náu cuối cùng của John. Viên thanh tra da đen vội vàng hạ lệnh cho cấp dưới bao vây nơi đó. Vài phút sau, anh ta nhận được một cuộc điện thoại, báo cáo sếp vẫn không tìm thấy nghi phạm. Hóa ra những mảnh giấy đó là do John cố tình để lại và biến cảnh sát trở thành những con lừa. Chuyện đến nước này, viên thanh tra chỉ còn cách cầu nguyện, mong rằng nghi phạm có IQ siêu đỉnh kia đừng gây ra thêm bất kỳ tội lỗi nào nữa. Còn người cảnh sát trước đây chịu trách nhiệm điều tra vụ án của Lara cũng cảm thấy khó hiểu, liệu cô ấy có thực sự là hung thủ giết người hay không. Quay ngược thời gian về cái ngày định mệnh đó, sau khi sếp của Lara đi đến bãi giữ xe đã bị một tên cướp cầm bình cứu hỏa đánh chết ngay tại chỗ. Lúc này Lara vừa tan ca về thì vô tình đụng trúng người hung thủ, cô hoảng loạn làm đứt cúc áo của hắn. Cũng vì vậy mà vết máu trên người hung thủ dính lên áo của cô. Lara thấy bình cứu hỏa ngay trước xe của mình liền nhặt nó lên rồi đặt sang chỗ khác, sau đó lái xe trở về nhà. Vừa hay bị một đồng nghiệp nam nhìn thấy, hôm đó trời đổ mưa to nên hầu hết chứng cứ đều bị nước mưa rửa trôi. Chiếc cúc áo có thể chứng minh trong sạch cho Lara cũng bị kẹt ở trong cống thoát nước. Có lẽ chuyện này mãi mãi sẽ không có ai biết được, chính vì sự trùng hợp oái oăm này mà Lara đã trở thành hung thủ giết người. Nhưng sự thật có ra sao thì cũng không còn quan trọng nữa rồi, bởi vì hiện tại cô ấy cùng với chồng con đã qua nước ngoài sinh sống. Trên thế gian này kiếm đâu được người hiểu và luôn tin tưởng Lara như John cơ chứ, đây không phải là cái kết mà nhiều người mong muốn. Nhưng chí ít gia đình họ cũng sẽ được sống hạnh phúc bên nhau cho đến khi có người thứ ba. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.